Hello, xin chào. À, bữa có một số chị lớn tuổi đề nghị mình chỉ cái cách để mà ẩn ngày tháng năm sinh ở trên Zalo. Thì hôm nay nhân tiện mình sẽ quay chi tiết những cái phần mà cần thiết ở trong Zalo, có những cái mục gì. À, nhưng mà để cho nó tiện theo dõi, nếu như mà mình làm một lèo từ đầu đến cuối á thì mọi người nhìn sẽ bị rối, nó nhiều thứ quá nhớ không được. Cho nên cứ hễ một cái mục nào quan trọng, đúng không? Cái mục nào mà cần chỉnh thì mình đi vô mình chỉnh đúng cái mục đó thôi. Sau đó mình thoát hết ra. Rồi mình muốn chỉnh cái mục khác mình lại đi lại cái thao tác từ đầu. À, thì như vậy thì mọi người coi sẽ dễ hiểu hơn và cũng sẽ không có bị lộn xộn. Và cái việc mà lặp đi lặp lại cho mọi người xem như vậy đó cũng là cách giúp mọi người nhớ luôn, thuộc bài luôn. Thì bây giờ đầu tiên là sẽ chỉnh cái quan trọng nhất là gì? Chỉnh cho chữ nó bự ra. Mọi người đã biết cách chỉnh cho phông chữ Zalo nó bự ra để khi mình chat với nhau chữ nó to hơn. Bây giờ bắt đầu chỉnh phông chữ Zalo. Rồi, à đây, bây giờ đầu tiên mình sẽ chỉnh phông chữ trong Zalo nó to lên để cho mình chat nó dễ nha. Mở Zalo lên. Rồi, sau đó bên dưới này nè, bên dưới cùng bên phải nè, có cái hình biểu tượng hình người đó. Bấm vào cái mục đó nha. Bấm vào cái hình người nè. Nó là cái mục cá nhân đó. Rồi, nhìn phía bên trên cùng. Nó có cái bánh răng. Đây là cái mục cài đặt. Bấm tiếp vào đây. Rồi, sau đó vuốt lên. Nhìn thấy cái mục ngôn ngữ và phông chữ chưa? Đó. Bấm tiếp vào cái mục này, ngôn ngữ và phông chữ. Đó. Sau đó tiếp tục bấm vào cái mục dưới cùng, thay đổi kích thước văn bản. Bấm vô. Rồi. Ở dưới này nó có cái thanh trượt nè, nó cho mình chọn cái kích thước phông chữ nha. Mình chọn nhỏ thì chữ nó nhỏ. Đây, nhìn chữ hiển thị nè. Chữ nhỏ xíu nè. Về không chữ nhỏ xíu nè, tăng lên một bậc chữ to nè, tăng lên nè, tăng lên nè. Zalo chọn tăng hết cỡ đi cho chữ nó to. Rồi, sau khi chọn xong thì mũi tên trở ra là xong rồi, không cần phải lưu gì hết. Đó là xong cái cách chỉnh phông chữ trong Zalo cho nó bự lên cho dễ đọc đối với người lớn tuổi và người mắt kém. Rồi, tiếp theo là ẩn thông tin cá nhân. Thì ở trên Zalo này á, cái số điện thoại nó không có tự động hiện ra với người lạ, mà nó chỉ hiện với những ai mà đã nằm trong danh bạ của mình. Tức là mình đã lưu cái người đó trong lưu số điện thoại của người đó trong cái điện thoại của mình rồi, thì hai người đó mới biết số điện thoại của nhau. Còn với một người mà mình chưa từng lưu số điện thoại trong máy, thì người kia không thấy được cái số điện thoại của mình, nó tự động ẩn. Nhưng mình có thể thiết lập là ẩn cái số cái ngày tháng năm sinh của mình đi, nó là cái chế độ riêng tư. Tiếp theo đến cái mục là chọn ẩn thông tin cá nhân. Ở đây là ẩn ngày tháng năm sinh đó, thì cũng mở Zalo lên, cũng vào cái mục có dấu có cái hình đầu người nè. Bấm vào đây. Rồi, sau đó tiếp tục vào cái mục cài đặt. Bánh răng trên đây, bấm vào cài đặt. Rồi, bấm tiếp vào cái mục quyền riêng tư. Trên cùng đây, quyền riêng tư. Rồi, sau đó kéo lên. Đây, gần dưới cùng này nó có cái mục là thông tin cá nhân. Hiển thị ngày sinh. Đây là cái mục hiển thị ngày sinh. Bấm vào cái mục hiển thị ngày sinh. Rồi, ở đây nó cho mình chọn lựa nè. Mục thứ nhất là không hiển thị với người khác. Mục thứ hai là hiển thị đầy đủ ngày tháng năm sinh. Mục thứ ba là hiển thị ngày tháng nhưng mà ẩn năm. Ở đây nó có ba cho ba mình cho mình ba lựa chọn. Đó, bấm vào lựa chọn nào thì chọn lựa chọn đó. Thì mình chọn cái mục không hiển thị, tức là người khác không sẽ biết ngày tháng năm sinh của mình. Thì khi mình chọn xong ở đây nó sẽ hiện ra là không hiển thị với người khác. Mình muốn kiểm tra mình bấm vào để mình nhìn kỹ lại rồi xong. Sau khi chọn xong là xong, không cần lưu gì hết, nó thoát ra là xong. Tiếp theo mình sẽ chỉnh qua cái mục và để một thiết lập một số những cái thông tin khi mà mình nhắn tin
để cho nó chặn những cái tin nhắn của người lạ hoặc là những cuộc gọi của người lạ gọi đến làm phiền mình. Mình sẽ quản lý được những cái danh sách mà người nào mình cần cho gọi thôi, cho nhắn thôi. Còn những người mà không liên quan mình chặn hết để tránh trường hợp bị tin nhắn lạ, tin nhắn rác. Rồi cũng vào một Zalo. Bấm vào Zalo. Lại tiếp tục bấm vào cái hình đầu người dưới này nè, hình đầu người nè, để vào cái mục cá nhân nè. Sau đó lại lên cái mục bánh xe là mục cài đặt đó, bấm vào. Rồi tiếp tục bấm vào cái quyền riêng tư thêm một lần nữa. Ở trong đây mình sẽ thiết lập thêm một số cái nha. Quyền riêng tư. Rồi. Ở đây nó có cái mục là tự động thêm bạn bè từ danh bạ. Danh bạ tức là danh bạ trong điện thoại của mình á. Nếu mà mình đã lưu cái số người đó trong danh bạ rồi mà người đó xài Zalo là nó sẽ tự động add cái người đó vô Zalo của mình. Nếu mà mình bật cái tính năng này lên nè, là cái người đó sẽ tự động add vô cái danh sách Zalo luôn. Còn mình không thích thì mình có thể mình tắt nó đi. Đó, tùy tùy cái nhu cầu của mỗi người ha. Ở đây là mình không thích cho nên mình chỉ add những người nào mình cần add thôi. Chứ mình không có add hết tất cả những người trong danh bạ vào đây. Cái mục thứ hai là nguồn kết bạn. Bấm vào cái nguồn kết bạn này. Ở đây nó sẽ cho mình cái lựa chọn là nếu một người nào đó biết cái số điện thoại của mình thì họ có thể tìm ra cái Zalo của mình. Còn nếu mà mình thường thường mọi người mà hay giao tiếp trên Zalo á thì nên để cái mục này. Còn mình thì ít xài Zalo cho với người lạ lắm cho nên mình tắt mục này, thường mình tắt. Những ai mà hay xài á, xài Zalo chính để liên lạc á thì nên để khi mình cho Zalo nhau á, mình cho số điện thoại là người ta tự kiếm ra mình ha. Chứ mà mọi người tắt cái này là mọi người khác không có kiếm ra mình để mà add bạn được đâu. Còn hai cái mục dưới này á, là khi mà mọi người đặt cái tên cho cái tên đăng nhập á thì người ta cũng tìm dựa vào cái tên đó, nhưng mà cái này không quan trọng đâu. Rồi, thoát ra. Tiếp theo đến cái mục là gì? Hiển thị trạng thái truy cập. Cái này á, khi mà mình bật lên á thì người khác sẽ biết rằng mình đã vừa vào Zalo cách đây mấy phút. Còn nếu mà mình muốn bí ẩn á, thì mình tắt cái này đi. Mình ra mình vào Zalo không ai biết mình cả. Người ta không có biết được mình online lúc nào. Còn mình bật cái này lên thì người ta sẽ biết rằng vừa online cách đây mấy tiếng, mấy phút gì đó. Còn cái mục tiếp theo kéo lên, mục là hiển thị trạng thái đã xem. Nếu mà mình tắt cái chức năng này đi á thì khi người nào đó gửi cho mình một cái tin nhắn, mình đọc hay không người bên kia không biết. Còn còn khi mà mình bật cái tính năng này lên á thì chẳng giả sử có một người chat cho mình nhưng mà mình chưa có cầm máy thì người ta sẽ kiểm tra xem là mình đã đọc cái tin nhắn của họ chưa, bằng cách là khi nào mà mình cầm đến máy mình xem thì nó sẽ hiện ra một cái tin để cho cái bên kia biết rằng mình đã đọc cái tin nhắn đó rồi. Cái này mà trường hợp khi mà giận nhau á ha, hai người yêu nhau mà giận nhau tắt cái này đi nè, để bên kia khỏi biết là mình đọc tin nhắn hay chưa. Còn nếu mà quan tâm thì nên mở ra để cho đối phương biết rằng á mình đã đọc tin nhắn rồi. Cái này chỉ là dùng khi nào giận nhau á, đọc nhưng mà không cho biết là tôi đã đọc đó. Rồi, cái mục kế tiếp là cái mục gì? Nhận tin nhắn từ người lạ. Đây, cái trường hợp này nếu như mà ai dít ít 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 giao dịch á mà nhận chủ yếu là trong những người thân quen không á thì nên tắt cái mục này đi nè. Mình cũng tắt. Tại vì những người quảng cáo là người ta chỉ cần tìm ra cái nick của mình là người ta có thể gửi tin nhắn rác vào dựa vào cái này. Tại vì người ta không có nằm trong danh sách bạn bè của mình mà người ta cũng gửi được. Đó là gửi tin nhắn rác, là do mình bật cái tính năng này lên á thì những người lạ không quen biết người ta mới gửi quảng cáo cho mình được. Còn trong danh sách bạn bè của mình mà gửi quảng cáo thì mình đá ra luôn, chứ mình để trong danh sách làm gì, đúng không? Cái này là chỉ có người lạ mình mới không không quản lý được họ thôi, cho nên mình tắt cái tính năng này đi thì họ sẽ không gửi được cho mình. Tiếp theo tới cái mục cho người lạ bình luận. Tức là sao? Khi mình đăng một cái bài mình lên thì những người không có nằm trong danh sách của bạn bè của mình á, họ cũng vô họ bình luận được. Thì cái trường hợp này cũng xảy ra đối với những cái trường hợp mà người ta muốn quảng cáo á, người ta vô người ta bình luận dưới cái bài viết của mình để người ta quảng cáo sản phẩm của họ. Thì cách tốt nhất là mình cũng tắt cái tính năng này đi. Mình không cho người lạ bình luận. Mình đăng lên mình chỉ cho những người trong danh sách bạn bè của mình nói chuyện với nhau thôi. Trừ những người mà người ta làm ăn buôn bán, người ta cần phải có mối quan hệ nhiều người biết vô thì người ta mới bật cái này. Còn nếu mà mang tính chất riêng tư cá nhân, bạn bè thân thuộc á thì tắt cái tính năng này đi. Rồi tiếp theo tới cái mục cho người lạ xem ảnh. Nếu như một người lạ mà người ta vào nhà mình á thì mình có đồng ý cho người ta xem những cái hình ảnh, những cái thông tin mình đăng trên tường hay không? Nếu mình không cho thì mình tắt đi.
còn mình cho thì mình mở ra, to tùy cái nhu cầu của mình ha. À, tiếp tục đến cái mục cho người lạ xem 10 nhật ký mới nhất. Mình có thể giới hạn cho họ xem 10 nhật ký mới nhất hoặc là cho xem toàn bộ nhật ký. Tùy, mình tắt luôn, mình không cho xem. Người lạ không có chơi. Rồi, tiếp theo tới cái mục nhận cuộc gọi từ người lạ. Đấy, cái mục này cũng quan trọng nha. Đối với một người lạ, người ta chưa có kết bạn với mình mà người ta cũng gọi điện cho mình phiền được á, thì tùy mình thích nhiều bạn bè gọi cho mình thì mình đã bật. Còn nếu những ai mà sống mà khép kín mà cần những người quen biết gọi thôi thì mình tắt cái này đi. Thì người lạ họ không có gọi được cho mình. Chỉ những người mà đã được mình kết bạn trong danh sách mới gọi được cho mình mà thôi. Rồi, đó là những cái thông tin cần thiết lập trong cái mục riêng tư này. Chỉ có nhiêu đó thôi. Sau khi thiết lập xong thì thoát ra là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh một chút ở trong cái mục thông báo. À, để mình thiết lập những cái thông báo như thế nào mình cần nhận ha. Đây, cũng vào Zalo. Sau đó bấm vào cái cá nhân, cái hình đầu người bên đây, bên phải. Rồi tiếp tục bấm vào cái bánh răng ở trên cùng. Rồi bấm đến cái mục gọi là gì? Thông báo. Một thông báo nha. Bấm vào một thông báo. Ở đây nó cho mình chọn lựa nè. Báo tin nhắn mới. Báo tin nhắn mới, tức là khi có thông báo tin nhắn đến thì nó báo cho mình. Rồi xem trước tin nhắn là trường hợp nó sẽ có một cái thông báo tin nhắn ở trên đây nè. Mình nếu mà mình bật cái này lên thì nó sẽ hiện ra một vài dòng cái tin nhắn đó. Còn nếu mình tắt cái này đi thì nó chỉ báo là anh A, anh B gửi cho mình thôi. Còn mình muốn biết là cái gì thì mình phải mở cái Zalo ra mình mới đọc được. Còn nếu mà mình bật cái tính năng này lên á thì nó sẽ cho mình đọc trước 1, 2, 3 từ của cái tin nhắn đó. Mình cũng hay để cái chế độ này để tiện đọc. Rồi, ở đây là cái mục nhóm nha, là báo tin nhắn từ nhóm. Nếu như mình tham gia nhiều nhóm đi, mình bấm vào đây, nhiều nhóm đúng không? Mà mình trong đây có rất là nhiều nhóm mà mình thấy họ cứ hay chat với nhau nhiều quá, mình sợ phiền á, thì mình có thể mình tắt cái tin nhắn của cái nhóm đó đi. Thì khi bấm vào tắt nó sẽ chọn, nó sẽ hỏi mình là mình tắt đến khi nào. Mình có thể mình chọn là cho đến khi được mở lại. Mình tắt cho đến khi được mở lại thì bấm vào. Đó là nó tắt luôn. Cho đến khi nào mình thích thì mình mở lại cái nhóm đó ra. Mình muốn theo dõi lại cái nhóm đó thì mình lại mở ra. Rồi xong trở ra. Đây cái này cũng, cái mục này cũng hay nè. Nhật ký và khoảnh khắc. Cái mục này cũng rất là phiền toái nha. Nhận thông báo nhật ký mới. Bấm vào đây. Ở đây nó có cái mục là khi mà bạn bè trong danh sách của mình đăng bài á, là nó cứ báo qua cho mình. Mình sẽ rất là phiền, đúng không? Tự nhiên mình nhận cái thông báo. Còn mình thích thì mình lên tường mình coi vẫn được, đâu cần thiết phải báo cho mình chi. Thì ở đây mình sẽ chọn nè. Nó sẽ bảo là mình sẽ nhận thông báo khi bạn bè đăng bài. Mỗi khi mà bạn bè đăng bài cái nó báo cho mình, thì mình sợ phiền, mình sẽ bấm vào cái nút là không, tôi không muốn nhận từ ai cả. Hoặc là có, tôi muốn nhận từ ai. Hoặc là tôi muốn nhận nhưng ngoại trừ. Ở đây nó có 3 mục. Thứ nhất là tôi muốn nhận tất cả những bạn bè đăng lên là đều báo cho tôi biết là họ đăng cái gì. Mục thứ 3 là cái mục là tôi không muốn nhận của ai hết. Thì mình bấm vào đây. Rồi, trở ra. Rồi, tiếp tục. Cái mục dưới cục nè, mục nữa nè, là một sự kiện nhắc sinh nhật bạn bè. Nhắc sinh nhật của bạn bè. Thì cái mục này mình nếu mà mình bật cái này lên á thì nó sẽ báo là hôm nay sinh nhật của bạn A, bạn B, bạn C ha. Mình tắt cái này đi thì nó không báo cho mình luôn. Ui, sinh nhật của ai tự lo đi, nhắc cái gì, già cả rồi. Giờ chỉ quan tâm ngày giỗ thôi chứ sinh nhật gì giờ tầm này. Rồi xong, đó là trong cái mục thông báo cần thiết lập những cái như vậy thôi. Rồi, tiếp theo tới cái mục tin nhắn nha. Mình vô mình khám phá trong cái mục tin nhắn coi nó có cái gì nha. Mở Zalo lên, vào cái hình đầu người bên phải nè. Bấm vào cái cài đặt nè. Mình muốn làm nhiều lần như vậy để cho mọi người quen. Rồi, tiếp tục tới cái mục tin nhắn. Bấm vào mục tin nhắn coi. Thì trong đây nó sẽ có cho mình lựa chọn nè. Tự động phát tin nhắn thoại. Nếu mà cái tin nhắn đó mà người ta thu âm á, mình bật cái tính năng này lên á thì nó, khi mà mình mở tin mục tin nhắn ra là nó sẽ tự động nó phát. Còn mình tắt cái tính năng này đi á thì mình chỉ bấm khi nào mình bấm vào cái file đó nó mới phát thôi. Còn cái mục này nè, nhiều người hay gặp nè, đổi phím enter thành gửi. Khi mà mình chat với nhau á bằng trong Zalo á
nhiều người chọn cái tính năng này lên á, thì khi cứ mỗi lần enter phát là nó gửi qua bên kia. Thì nhiều khi mình muốn chat một cái đoạn văn rất là dài, mình muốn enter mình nói trong đó thì không nói được, do bật cái tính năng này nè. Thì mình phải tắt cái tính năng này đi để mình viết thành một cái văn bản dài, mình viết từng từng hàng xong mình enter xuống hàng, enter enter viết xong một cái cụm bự như vậy nè. Sau đó mình mới nhấn nút gửi. Thì thường là tắt cái tính năng này đi cho nó tiện nha. Nhiều người không biết cứ bảo là sao máy này không có tính năng xuống dòng, cứ chat xong câu bấm enter là nó đi. Đó. Rồi cái mục trong Zalo, cái mục này mình cũng rất ghét nè. Gợi ý sticker khi soạn tin. À, khi mà mình bật cái tính năng này lên á, thì khi mà mình đang soạn cái chữ ha ha, cái nó cũng nhảy cái hình người ra, hoặc là những cái biểu tượng gì đó là nó cứ tự động nó gợi ý lên. À, nếu mà mình thấy phiền thì mình tắt cái tính năng này đi, mình thì không có để cái này. Rồi cái mục này nữa nè, cái mục bong bóng chat. À, cái mục này á cũng hơi bị phiền á nha, tại vì khi mà người ta chat qua cái nó nhảy một cái bong bóng tròn tròn cái logo ngay trên màn hình của mình á, mình mất công phải cầm cái logo đó mình kéo xuống để mình xóa nó đi, là tự nhiên nó làm cho mình thêm một cái thao tác nữa, nó hơi bị phiền. Cho nên mình có thể tắt cái bong bóng chat này đi khi mình bấm cái bong bóng chat này ra. Và ở đây nè, mình tắt cái tính năng này đi thì nó sẽ không có hiện cái bong bóng chat nó ra nữa. Mà mình mở vào Zalo mình đọc thôi, mình không cần phải hiện cái bong bóng chat, rồi mất công mình phải kéo xuống xóa thêm cái động tác cho mình, nó phiền. Tiếp theo tới cái mục là tự động phát video. À, cái mục này cũng hao tốn 3G lắm nha. Bấm vào. Ở đây nó sẽ cho mình lựa chọn là luôn tự động phát, hoặc là chỉ phát khi dùng wifi, hoặc là không tự động phát. Thì thường tôi chọn là không tự động phát. À, khi nào mà có một người nào gửi video qua cho mình á, mình muốn phát thì mình bấm vào cái video đó thì nó sẽ phát thôi. Chứ còn cứ tự động mở, ai gửi cái gì qua nó cũng mở ra cái là tự động nó phát hết lên. Nếu như mà người nào xài 3G nó sẽ ngốn cái 3G của mình. Đó, tự nhiên bị hao dung lượng. Mình không có nhu cầu coi cái đó mà mình phải coi á thì nó hơi bị phiền. Cho nên mình chọn cái không tự động phát để khi nào mình cần thì mình mới phát thôi. Rồi, nhân tiện ở đây mình sẽ xem qua cái mục danh bạ cũng như mục cuộc gọi để mình thiết lập ở trong hai cái mục này. Có cái gì để mình không cần thiết thì mình chặn nó đi. Bấm vào Zalo, chọn vào cái mục cá nhân, bấm tiếp vào cái logo ở cái bánh xe, rồi vào cái mục cuộc gọi nè. Cuộc gọi ở đây nó sẽ có cái mục là thông báo cuộc gọi nhỡ từ điện thoại. À, nếu như người nào đó gọi bằng Zalo cho mình mà không được, nó cũng báo qua bên cái điện thoại, báo bên số điện thoại nó báo cuộc gọi nhỡ. Thì tùy ai thích để cái nào thì để, mình muốn tắt cái này đi cũng được mà bật cái này cũng được, tùy theo cái nhu cầu của mọi người. Còn cái mục thứ hai là đồng bộ tin cuộc gọi từ điện thoại. Cái này hơi phiền nha, mình đừng có đồng bộ. Nếu mà mình chọn cái tính năng này bật lên á thì nó sẽ đồng bộ những cái cuộc gọi từ điện thoại qua bên Zalo á, rồi mình không biết là người ta gọi từ bên nào. Tắt cái này đi. Zalo là Zalo, điện thoại là điện thoại. Rồi, ở dưới này nó có cái mục nè, nhận cuộc gọi từ người lạ. Đó, mình tắt cái tính năng này đi thì người lạ không có gọi được cho mình. Đó là trong cái mục cuộc gọi. Xong, ở đây nó có cái mục giao diện này, cũng giống như ở bên hôm qua chỉ ở bên nào ta, bên điện thoại á, nó cũng có giao diện. Đây Zalo cũng có giao diện là sáng và tối nè. Đó, chọn giao diện tối này, nhìn tối om. À, chọn giao diện sáng này cho dễ nhìn nè. Đó, rồi tiếp theo tới cái mục danh bạ này luôn nè, coi luôn cái mục danh bạ đây nè. Thì danh bạ nó là hiển thị bạn bè trong danh bạ. À, nếu như mình chọn là tự động cập nhật danh bạ thì tất cả những người mà mình đã lưu số điện thoại trong máy của mình nó sẽ tự động nó add vào Zalo. Ở mục này thường thì mình tắt, mình không có để. Làm như vậy trong Zalo của mình nhiều người quá mà mình không có nhu cầu liên hệ bên Zalo á, mà nó danh sách nhiều quá là mình cũng khó tìm đến cái người mà mình cần kiếm. Cho nên chỉ add những người nào mà mình cần thiết thôi. Trên đây là toàn bộ những cái thông tin chi tiết ở trong Zalo. Khi mà mình xài cái phần mềm nào đó, mình cần phải thiết lập làm sao cho nó khoa học và không có bị phiền, thì đó mới là gọi là muốn muốn sử dụng cái điện thoại thông minh thì mình phải thông minh hơn nó.